đâu mà kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Cũng như bánh tráng thành lụa của mình thôi. Ừ, bánh tráng. Nhưng mà bánh tráng này người ta nướng lên xong người ta phơi xương. Bánh tráng này ngon lắm. Giống như nhà mình ăn bánh tráng thành lụa thôi. Đúng rồi. Có ngày đúng không? Ừ, thì bữa đó hả? Về cái sông Lan lên. Chưa có được. Chưa có được.